Clip nhóm 10 nam nữ tụ tập ăn nhậu hung hãn, phá rào chắn, đánh lực lượng trực chốt, gây náo loạn trong đêm. Một phần diễn biến vụ việc 10 thanh niên tụ tập ăn nhậu trong khu phong tỏa, tấn công cán bộ trực chốt, được ghi lại khiến dân tình khá bất bình. Vừa qua, trên địa bàn phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã xảy ra sự việc nhóm 10 đối tượng tụ tập ăn nhậu trong khu phong tỏa. Sau khi bị yêu cầu giải tán, nhóm này đã dùng hung khí tấn công lực lượng chức năng trực chốt. Sự việc đã gây náo loạn cả con hẻm 342 đường Ngô Quyền, phường Vĩnh Lạc, nơi đang là ổ dịch nghiêm trọng của thành phố. Mới đây, đoạn clip ghi lại một phần diễn biến vụ việc được đăng tải trên mạng xã hội khiến cho dân tình bất bình. Toàn bộ đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại khung cảnh vô cùng hỗn loạn của sự việc. Nhóm đối tượng vô cùng manh động, không ngừng chửi bới, lăng mạ lực lượng chức năng, rồi lao qua phá rào chắn khu phong tỏa. Trước hành vi táo tợn của nhóm thanh niên trên, lực lượng chức năng đã cố gắng ngăn chặn. Chưa hết, một số đối tượng không đeo khẩu trang còn lao vào tấn công công an, nhân viên y tế rồi la hét om sòm. Trong tình thế cấp bách, lực lượng chức năng buộc phải khống chế nhóm đối tượng hung hãn này. Chứng kiến sự việc trên, người dân xung quanh vô cùng hãi hùng. Ngay sau khi đăng tải đoạn clip đã thu hút đông đảo sự quan tâm dư luận, chỉ trích gay gắt nhóm đối tượng chống đối, coi thường pháp luật trên. Một số còn bức xúc để lại bình luận về vụ việc. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.